Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một cái kèo whitelist để chúng ta có thể mua được cái đợt IDO của cái tựa game DeFi Warrior, một cái tựa game đang rất là hot trong thời gian gần đây. Thì theo mình tìm hiểu về cái thông tin về tựa game này thì tựa game này có một dàn backer rất là khủng, với những cái người đứng đầu, những cái nhà sáng lập game đều là những cái đội ngũ uy tín và có kinh nghiệm. Thì mình sẽ làm một cái video đánh giá tổng quan về cái tựa game này cũng như là hướng dẫn cho các bạn trước về cách chơi. Đấy, thì mình sẽ đăng cái video hướng dẫn tổng quan review về cái tựa game này ở trên kênh AnemK của mình. Đó, thì kênh này thì mình sẽ thường xuyên đăng về các video về các cách chơi game này, rồi là các tựa game mà mình chơi. Hiện tại thì mình đang follow theo hai cái tựa game, đó là My DeFi Pet và Theta Arena. Sắp tới đây thì mình sẽ tiếp tục follow thêm một tựa game nữa, đó là DeFi Warrior. Đó, thì tất cả các thông tin liên quan đến chơi game hay là review thì mình sẽ đăng ở trên cái kênh này trước. Đấy, ok, và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tham gia cái whitelist. Thì để tham gia whitelist này thì các bạn sẽ cần nhấn vào cái đường link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Thì còn 10 ngày nữa thì cái đợt sẽ có một cái đợt mở bán IDO của cái đồng token trong cái tựa game DeFi Warrior này. Đấy, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lướt xuống ở phần thông tin, mình sẽ đọc qua về cái sự kiện cho các bạn. Thì thời gian để các bạn tham gia cái whitelist này thì nó sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 8 và sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 9. Quy tắc điều kiện thì các bạn sẽ cần phải hoàn thành một số cái nhiệm vụ. Đấy, tiếp theo là phần thưởng sẽ có top 10 người refer thì sẽ giành được vé mua 200 đô để mua cái đồng FIWA token ở trong cái đợt IDO. Top 10 đến 20, đây là dành cho top rep nhé, ba cái mục đầu tiên dành cho top rep. Top 30 rep sẽ dành một số cái vé mua này, trị giá 100 đô để mua này. Đấy, còn những người tham gia còn lại thì chúng ta sẽ có cơ hội giành được 100 đô để các bạn mua được cái đồng FIWA token. Đấy, thì chỉ có 255 vé thôi, và 255 vé này sẽ là vé random, hoàn toàn ngẫu nhiên. Đấy, còn nữa top 30 rep này thì dành cho những cái bạn đua top, chúng ta đua top rep thì các bạn sẽ ăn được ở cái phần trên này. Đấy, còn 225 vé dành cho random. Thì đây một kèo khá ngon, và chắc chắn là khi anh em mua được cái IDO thì ít nhất là sẽ x5 tài khoản. Đấy, thì đây là một cái kèo mà mình muốn phím cho anh em. Quan trọng là chúng ta có may mắn để giành được cái vé mua IDO không hay thôi. Rồi, thì chú ý, một vài chú ý là các bạn cần phải tuân thủ các nguyên tắc này, đáp ứng đủ điều kiện này, và nhớ kiểm tra thông tin trước khi gửi. Vì lợi ích của người tham gia nên là bất kỳ hành vi nào gian lận thì sẽ bị chấm dứt này. Rồi DeFi Warrior sẽ xem xét các tài khoản người chơi khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bạn càng chia sẻ nhiều cơ hội với ai đó, bạn sẽ có cơ hội trở thành người tham gia. Ok, thì bây giờ bạn sẽ nhấn xem cái phần điều khoản điều kiện này. Thì cái danh sách công bố trong sách sáng, nếu các bạn mà trúng whitelist thì sau 3 ngày kể từ khi mà kết thúc sự kiện, tức là vào tầm khoảng ngày 8 tháng 9 thì sẽ có cái danh sách whitelist này. Thì các bạn sẽ biết được là các bạn trúng hay không, để chúng ta chuẩn bị đô và các bạn sẽ mua. Hiện tại thì mình cũng chưa nắm rõ là cái đồng token này nó sẽ mua bằng cái đồng BUSD hay là BNB hay là cái đồng gì. Đấy, tuy nhiên thì hôm sau thì nếu mà có cái danh sách cập nhật đấy, hoặc là có thêm một số thông tin thì mình sẽ cập nhật cho các bạn. Rồi, thì các bạn sẽ lướt xuống ở cái phần dưới cùng thì các bạn sẽ thấy có một cái phần đó là nhập tên email. Thì đây các bạn sẽ tiến hành chúng ta nhập cái email tham gia của các bạn vào đây cho mình. Thì hôm sau nếu mà các bạn trúng kèo ấy thì nó sẽ gửi một cái email thông báo về cho chúng ta. Mật khẩu thì các bạn sẽ tự tạo cho mình một cái mật khẩu, và các bạn lưu ý là cái tên email cũng như cái mật khẩu này thì các bạn ghi nhớ nhé. Sorry, ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào phần đăng ký ngay cho mình. Đó, phần đăng ký ngay, sau đó chúng ta sẽ nhập cái email của chúng ta vào. Rồi, sau đó nhập tên tài khoản. Rồi, sau khi bạn nhập email dòng thứ hai, chúng ta điền một cái tên tài khoản. Tên tài khoản chứ không phải mật khẩu đâu nhé. Đó, mật khẩu thì sau khi các bạn nhấn vào phần đăng ký này. Đấy, chúng ta sẽ kích vào phần đăng ký thì lập tức sẽ có một cái email gửi đến cho tất cả các bạn. Thì các bạn sẽ tiến hành chúng ta mở email ra để các bạn lấy cái mật khẩu. Thì sẽ có một cái email đến từ GFS Blockchain. Thì các bạn sẽ thấy cái email này thì các bạn sẽ kích vào cái dòng đầu tiên. Sau khi các bạn kích vào cái dòng đầu tiên thì đây nó sẽ ra cái cập nhật mật khẩu mới này. Đấy, thì đây là cái mật khẩu cũ của chúng ta. Đấy, nó tự tạo cho chúng ta. Bây giờ thì các bạn sẽ xóa cái mật khẩu này đi, và các bạn sẽ tạo cho mình một cái mật khẩu mới. Các bạn lưu ý là mật khẩu mới phải dài ít nhất là 12 ký tự. Để đảm bảo mạnh hơn thì người dùng nên sử hữu các ký tự như là viết hoa, viết thường và các ký hiệu đặc biệt. Đấy, thì đây các bạn tạo cho mình một cái mật khẩu nhé.
Sau khi tạo xong thì các bạn sẽ kích cho mình vào phần lưu mật khẩu. Đó, và như vậy là mật khẩu của mình đã được lưu lại. Thì bây giờ mình sẽ tắt cái trang này đi. Mình vào lại cái trang whitelist ở đây, mình sẽ tiến hành nhấn vào phần đăng nhập. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào. Ok, thì nó sẽ dẫn cho các bạn đến cái trang như ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm lần lượt các nhiệm vụ, sau đó chúng ta sẽ khai báo sau nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ cần phải theo dõi kênh Twitter của DeFi Wario. Chúng ta sẽ mở cái trang Twitter ra, thì chúng ta sẽ làm các nhiệm vụ như là follow này. Đấy, thì lúc trước thì mình cũng đã làm một cái video hướng dẫn cho các bạn tham gia một cái kèo Euro liên quan đến cái tựa game này cách đây khoảng 1 tháng. Đấy, thì nên là mình đã follow rồi. Tiếp theo là tham gia kênh Telegram của DeFi Wario. Đấy, chúng ta sẽ vào join vào cái nhóm đây để các bạn cập nhật thêm một số thông tin. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ tham gia cuộc trò chuyện Telegram trên DeFi Wario. Mở Telegram ra, nhấn vào phần join group. Tiếp theo đến với nhiệm vụ thứ tư là các bạn sẽ tham gia kênh DeFi Wario trên Discord. Thì ở đây các bạn sẽ mở cái trang Discord ra. Nếu bạn nào chưa có tài khoản Discord thì các bạn có thể tham gia, có thể đăng ký một cái tài khoản Discord bằng email. Rồi sau đó chúng ta quay lại này. Nhiệm vụ thứ năm, đăng tweet lại bài viết của Wario kèm hashtag. Thì bây giờ các bạn sẽ copy cái hashtag này vào cho mình. Các bạn sẽ copy 2 cái hashtag này vào. Đó. Sau đó các bạn nhấn vào tại bài đăng này. Đó thì nó sẽ chuyển cho các bạn đến cái bài mà chúng ta sẽ cần phải retweet. Thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành retweet cái bài này, chúng ta thả tim này. Sau đó các bạn nhấn vào phần quote tweet. Phần này thì các bạn sẽ dán các bạn sẽ dán cái hashtag này vào cho mình, 2 cái hashtag của chúng ta vừa dán vào. Ở đây thì nó không yêu cầu các bạn phải tag thẻ bạn bè đăng và tweet lại với hashtag thôi. Không yêu cầu tag thẻ bạn bè, chúng ta sẽ nhấn vào phần good pro. Mình sẽ thêm một cái chữ như là good project này. Ok, sau đó chúng ta sẽ nhấn vào phần tweet. Như vậy là hoàn thành xong nhiệm vụ tiếp theo. Thứ 6 là ví được sử dụng. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xuống cái bài để chúng ta khai báo nhé. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ xuống ở phía dưới này. Các bạn sẽ thấy có cái phần tên của bạn là cái tên đăng nhập của bạn. Thì chúng ta sẽ để mặc định như thế này. Địa chỉ email các bạn cũng để mặc định. Tiếp theo là ví danh sách trắng. Thì chúng ta sẽ lấy cái địa chỉ ví BEP20, cái địa chỉ ví ở trên ví MetaMask hoặc là ví Trust Wallet. Cái ví mà bạn sẽ dùng để mua cái đợt IDO ở trong, nếu mà các bạn trúng cái danh sách trắng. Thì mình sẽ copy cái địa chỉ ví của mình vào đây. Tiếp theo là tên người dùng Telegram. Thì chúng ta sẽ vào trang Telegram. Ở đây bạn vào dấu 3 gạch phía trên góc trái màn hình. Sau đó chúng ta vào tiếp phần setting, vào phần edit profile. Và các bạn sẽ copy cái username cá nhân của chúng ta vào. Copy. Rồi các bạn quay lại, các bạn dán vào đây. Và các bạn lưu ý là thêm cho mình cái dấu A còng ở phía trước cái username của chúng ta. Tiếp theo là ID Discord. Thì chúng ta sẽ vào lại cái trang, mình sẽ vào lại cái trang Discord. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần biểu tượng, cái username của chúng ta sẽ có ở phần phía dưới cái góc màn hình. Ở đây, phần phía dưới bên góc trái nhé. Các bạn sẽ copy. Đó, sau đó chúng ta sẽ quay lại cái trang whitelist, các bạn dán vào đây. Ok, tiếp theo là hồ sơ Twitter. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành điền cái username Twitter của chúng ta. Bằng cách các bạn vào trang Twitter, chúng ta vào phần profile. Phần profile này thì các bạn sẽ copy cái đường link Twitter cá nhân của chúng ta và dán vào ở phần này. Cuối cùng là cái link retweet mà lúc nãy chúng ta đã retweet một cái bài kèm với hashtag Fiwa Token và DeFi Wario. Thì các bạn sẽ vào lại trang Twitter, chúng ta vào phần profile. Sau đó các bạn vào phần tweet và retweet. Phần này thì các bạn sẽ chọn kích vào cái bài mà chúng ta vừa retweet. Đó, và copy cái đường link bài retweet của chúng ta. Các bạn quay lại trang làm nhiệm vụ, dán vào đây. Và các bạn sẽ nhấn vào phần kế tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời cái bài quiz, trả lời 3 cái câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, CYEG là gì? Thì cái này các bạn sẽ chọn đáp án C cho mình, cả A và B đều đúng, là mã thông báo trò chơi của DeFi Wario và được sử dụng để làm nông, phiêu lưu, khai thác, PVP, đó, tất cả các chức năng ở trong game. Tiếp theo là công việc mô tả các chiến binh trong DeFi Wario. Thì đây các bạn sẽ chọn là mỗi điển tinh đại diện cho một NFT này. Rồi câu hỏi thứ 3 là Fiwa dựa trên blockchain nào? Chúng ta chọn là BEP20. Thì đây mình sẽ dịch sang tiếng Anh cho các bạn nhé, nếu bạn nào không biết được tiếng Anh này. Đấy, ví dụ như C, các bạn chọn là 1C nhé, 2A, 3A. Đó, thì bài quiz này mình sẽ để cái đáp án dưới phần mô tả để các bạn dễ làm. Sau đó chúng ta nhấn vào phần Submit. Ok, và như vậy là nó sẽ cho các bạn một cái đường liên kết giới thiệu. Thì bây giờ các bạn có thể chia copy cái đường link liên kết của các bạn
và chúng ta chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia để các bạn có thêm cơ hội để nhận